Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là Quân Đá Ninh Bình, là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn thiết kế thi công các công trình lăng mộ đá. Thời gian vừa qua thì mộ đá Granite đang là cái dòng sản phẩm mộ đá mà có thể nói là bán chạy nhất và được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Sở dĩ tại sao khách hàng lựa chọn mộ đá Granite nhiều tại vì là mộ đá Granite ấy, thứ nhất là độ bền của nó rất là tốt. Tức là như quý vị và các bạn đã biết ấy, ở nhà mình thì thường là mọi người hay dùng cái đá Granite để ốp bàn bếp này, ốp cầu thang này và những cái chi tiết trang trí khác. Mặc dù nó rất là mỏng thôi nhưng mà nó cũng rất là bền. Và ở đây thì chúng tôi đã dùng mộ đá Granite nguyên khối để làm những cái công trình lăng mộ thì nó đảm bảo được cái độ bền cho sản phẩm rất là cao. Thế thì khi mà làm mộ đá Granite ấy, thì cần chú ý những cái điểm gì? Thì như quý vị và các bạn đã biết là mộ đá Granite nó rất là cứng. Thế nên là chủ yếu là chúng ta chỉ làm những cái mẫu mộ đơn giản theo kiểu là vuông thẳng phẳng mài nhẵn đánh bóng thôi. Thế thì khi mà lựa chọn những cái mẫu mộ đá Granite ấy, thì mọi người nên chú ý đến một số những yếu tố cơ bản như sau. Đầu tiên đó là cái chất lượng đá, thì đó là phải là Granite tự nhiên chứ không phải là những cái loại Granite nhân tạo giống như kiểu là của Trung Quốc. Người ta nghiền đá ra xong người ta ép lại thì cái đấy thì mình cũng không nên làm. Và khi mà lựa chọn được cái nguyên liệu tốt rồi thì chúng ta nên chọn những cái mẫu theo cái kiểu là nó đơn giản thôi, đừng quá là cầu kỳ, đừng quá là mình phải chắp ghép quá nhiều những cái chi tiết nhỏ ấy, thì nó dẫn đến là cái sản phẩm nó sẽ không bền. Và một cái yếu tố rất là quan trọng nữa đó là cái mẫu mã thiết kế và cái tỷ lệ của sản phẩm thì nó mới quyết định được cái chất lượng của sản phẩm. Và mọi người nên nhớ rằng mộ đá Granite ấy, thì nó chỉ bị một cái vấn đề đó là khi mà ở những cái vị trí mà nó đọng nước ấy thì lâu ngày ở đó nó sẽ giữ bụi rồi là giữ những cái bụi ở trong không khí ấy, nó đọng ở đấy thì lâu ngày nó mọc rêu. Thế nên là mọi người hạn chế là làm những cái chi tiết là nó như kiểu là những cái ô lõm ấy để đọng nước ấy, thì mọi người nên hạn chế những chi tiết đó. Thì như trước mắt quý vị và các bạn đang nhìn thấy thì đây là một cái mẫu mộ đá Granite, tức là cũng làm rất là đơn giản thôi, vuông thẳng phẳng mài nhẵn và có những cái chi tiết vát chéo như thế này để nó tạo điểm nhấn cho sản phẩm và nó tránh cái việc là đọng nước và sau này nó không bị ố ở những cái chỗ đọng nước đó. Và đối với những cái chỗ mà bị đọng nước ấy thì cũng rất là dễ xử lý, mình chỉ cần cạo nó đi là hết. Đấy thì ở dưới văn phòng của em dưới này thì hiện tại đang có rất là nhiều những cái mẫu mộ đá Granite thì mọi người có thể là tham khảo được. Thì mộ đá Granite tự nhiên ấy, nó có rất là nhiều màu. Nhưng mà cơ bản nhất hiện nay thì những cái màu đang được lựa chọn nhiều nhất thì đó là mộ đá Granite xanh, mộ đá Granite đen và mộ đá Granite trắng. Thì đó là những cái dòng mộ đá Granite tự nhiên thì cũng đang được lựa chọn rất là nhiều. Và ở dưới văn phòng bọn em thì bây giờ cũng đang có nhiều mẫu, thì lúc nào quý vị và các bạn có thể là trực tiếp về dưới văn phòng để xem những cái mẫu nào nó phù hợp với cái khuôn viên đất nhà mình và cái mẫu nào mà các bác cảm thấy nó phù hợp thì các bác chọn những cái mẫu đó. Các bác có thể gọi điện theo cái số điện thoại bên dưới để bên em có thể tư vấn cho các bác được nhiều hơn.